Trung Quốc điều chỉnh thái độ đối với cuộc chiến ở Ukraine, còn Việt Nam điều chỉnh thôi chứ không phải thay đổi. Trung Quốc đang lo đối phó với dư luận tiến bộ và tính toán kế hoạch hậu chiến cho mình. Tiếp tục im lặng trước cuộc xâm lăng của Putin là công khai đồng lõa với cái ác sẽ bị làn sóng phản đối chiến tranh lên án. Chứ về thực chất từ lâu Trung Quốc đã chống lưng cho Putin trong vụ sát hại đất nước và người dân Ukraine rồi. Nhóm tin tặc Anonymous đột nhập cơ quan kiểm duyệt truyền thông của Nga đã làm rò rỉ 340.000 thông tin cho thấy Mạc Tư Khoa được Bắc Kinh trợ giúp đắc lực. Trong khi hầu hết người phương Tây nhận ra sự cần thiết phải có những hành động bất thường trong những thời điểm bất thường và đồng ý rằng Trung Quốc có vai trò quan trọng trong việc giải quyết xung đột của Ukraine. Nhưng câu hỏi rõ ràng và thiết yếu là chính xác thì Trung Quốc có thể làm gì để khôi phục hòa bình và ổn định cho Ukraine? Khả năng Trung Quốc chặn cuộc chiến theo bình luận gia Stephen Roach thuộc Đại học Yale, Trung Quốc có thể chủ động trong ba lĩnh vực then chốt. Đầu tiên, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nên kêu gọi một hội nghị thượng đỉnh khẩn cấp của các nhà lãnh đạo G20 tập trung vào việc đạt được một lệnh ngừng bắn ngay lập tức và vô điều kiện trong cuộc xung đột này và phát triển một chương trình nghị sự cho một cuộc đàm phán hòa bình. Để thể hiện cam kết cá nhân của mình đối với nỗ lực này, ông Tập Cận Bình cần phải đích thân tham dự cuộc họp. Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng vậy. Ông Tập Cận Bình đã không rời Trung Quốc trong 24 tháng qua. Thứ hai, Trung Quốc có thể đóng góp đáng kể và hỗ trợ nhân đạo, với trẻ em chiếm ít nhất một nửa trong số hơn 2,8 triệu người tị nạn từ Ukraine hiện nay, và con số này được dự đoán sẽ tăng nhanh lên ít nhất 4 triệu, vì vậy nhu cầu hỗ trợ nhân đạo rất cao. Trung Quốc nên quyên góp không ràng buộc 50 tỷ Mỹ Kim cho Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc UNICEF là cơ quan cứu trợ trẻ em gặp nạn lớn nhất thế giới. Thứ ba, Trung Quốc có thể hỗ trợ tái thiết Ukraine. Chiến dịch ném bom tàn bạo của Nga nhằm mục đích phá nát cơ sở hạ tầng đô thị của Ukraine. Chính phủ Ukraine hiện đạt tổn thất cơ sở hạ tầng liên quan đến chiến tranh vào khoảng 10 tỷ Mỹ Kim, một con số có thể tăng mạnh trong những ngày và tuần tới. Xây dựng lại sẽ là một nhiệm vụ cấp bách nhưng rất nặng nề đối với một quốc gia vào năm 2020 xếp thứ 120 trên thế giới về GDP bình quân đầu người. Trên đây chỉ là một trong nhiều nguồn tham chiếu tuần qua cho thấy chính phủ Trung Quốc bắt đầu chuyển động. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình được cho là một trong những chính khách phù hợp để kiềm chế tổng thống Nga Vladimir Putin và giúp mang lại hòa bình Chuyên khan, nhưng điều đó sẽ đòi hỏi ông Tập Cận Bình phải thực hiện một biện pháp thắt chặt ngoại giao đồng thời giảm thiểu thiệt hại kinh tế do chiến tranh gây ra và các lệnh trừng phạt do phương Tây dẫn đầu đối với Nga. Chủ tịch Tập Cận Bình gần đây nhất có trao đổi với lãnh đạo Pháp và Đức bày tỏ sự đáng tiếc là chiến tranh quay trở lại Châu Âu. Trung Quốc cũng đã gửi trên 70.000 mỹ kim viện trợ nhân đạo chui khan. Trung Quốc thông báo về lô hàng viện trợ đầu tiên sau khi Chủ tịch Tập Cận Bình nói với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Olaf Scholz rằng Trung Quốc sẵn sàng cung cấp viện trợ nhân đạo cho Ukraine trong cuộc hội đàm qua video giữa ba nhà lãnh đạo diễn ra hôm 8 tháng 3. Trung Quốc cho biết lô hàng viện trợ nhân đạo đầu tiên của nước này cho Ukraine đã được gửi đi từ giữa tuần trước. Pháp ngôn nhân Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên cho biết lô hàng viện trợ đầu tiên này trị giá 5 triệu nhân dân tệ, tức khoảng 791.300 Mỹ Kim và được gửi tới Ukraine thông qua hội chữ thập đỏ. Hàng viện trợ nhân đạo của Bắc Kinh cho Kiev gồm thực phẩm và các nhu yếu phẩm khác. Báo chí trích lợn Tập Cận Bình trong cuộc hội đàm với những người đồng cấp từ Pháp và Đức rằng chúng ta phải làm việc cùng nhau để giảm thiểu tác động tiêu cực của cuộc khủng hoảng này. Giống với Việt Nam, Trung Quốc không gọi đây là một cuộc xâm lược và nước này từ chối lên án cuộc tấn công của Nga. Bắc Kinh đang chịu sức ép từ phương Tây, kêu gọi nước này sử dụng mối quan hệ đồng minh thân thiết với Nga để can thiệp, và Chủ tịch Tập Cận Bình đã kêu gọi kiềm chế tối đa để ngăn chặn thảm họa nhân đạo. Ngoại trưởng Vương Nghị hôm 7 tháng 3 nói với nhà ngoại giao hàng đầu của Liên minh châu Âu Joseph Borrell rằng Trung Quốc sẵn sàng tiếp tục đóng vai trò xây dựng trong việc giảm leo thang căng thẳng với khả năng tốt nhất của mình. Nhiều khả năng đây là một dấu hiệu cho thấy Trung Quốc đang cố gắng đạt được sự cân bằng giữa nguyên tắc tôn trọng chủ quyền của Ukraine trong khi công nhận điều mà nước này mô tả là những lo ngại an ninh chính đáng của Nga. Nếu nhìn lại văn bản dài 5.000 từ được ký bởi Tập Cận Bình và Putin khi họ tuyên bố thắt chặt hơn, liên minh không giới hạn, thì sẽ thấy rằng sự phản đối việc mở rộng NATO đã gắn kết họ lại, mặc dù thỏa thuận bao gồm quan điểm chung trong nhiều lĩnh vực khác. Trong khi đó, tại Việt Nam, Đại tá Lê Thế Mẫu, nguyên trưởng phòng thông tin khoa học quân sự, Viện Chiến lược Quốc phòng, trở thành nhà bình luận hàng đầu của Đài báo Việt Nam về Nga Ukraine và tình hình quốc tế từ khi nổ ra chiến tranh. Vì bộ ngoại giao Việt Nam không phát biểu nhiều về cuộc chiến Tiểu Khan, có thể coi quan điểm được truyền thông chính thống ở Việt Nam đăng tải phần nào phản ánh cách nhìn và mong muốn của một bộ phận quan trọng các quan chức quân sự nước này trong cuộc chiến Tiểu Khan. Đại tá Lê Thế Mẫu không chỉ được coi như chiến lược gia quân sự mà còn được báo chí Việt Nam giới thiệu như một chuyên gia phân tích chính trị quốc tế. Hôm 11 tháng 3 2022, Đại tá Mẫu nêu ra một số nhận định về hướng đi của cuộc chiến Tiểu Khan trong trả lời phỏng vấn trên tờ Việt Times. Đại tá Lê Thế Mẫu tập trung trả lời đề tài, bên nào đang theo đuổi học thuyết lỗi thời về chính trị cường quyền. Ông Mẫu kiên trì ca ngợi Tổng thống Putin và đặt lòng tin vào thắng lợi của Nga ở Ukraine. Theo ông đại tá thì, diễn biến chiến sự đang hướng đến kịch bản, chính quyền Ukraine phải chấp nhận thất bại, chấm dứt chiến sự và đáp ứng các yêu cầu của Nga. Đó là chính quyền Kiev phải công nhận vị thế trung lập không gia nhập NATO, công nhận chủ quyền của hai vùng ly khai, công nhận Crimea thuộc chủ quyền của Nga. Ông ta còn đưa ra cáo buộc nghiêm trọng đối với Ukraine rằng xã hội Ukraine đã phát xít quá kể từ sau khi giành được độc lập từ Liên Xô năm 1991. Trong khi đó, tổng thống Ukraine hiện nay là người gốc Do Thái có thân nhân bị phát xít Đức hủy diệt trong Thế chiến thứ hai. Cũng theo ông mẫu, quân tình nguyện từ Châu Âu, Mỹ, Canada săn giúp Ukraine chống Nga chính là khủng bố Al Qaeda mới. Tuy nhiên, viên đại tá Việt Nam không nêu bằng chứng vì sao các thanh niên Mỹ, Anh, Đức, Ba Lan gia nhập binh đoàn tình nguyện Ukraine Khan lại phải trở thành chiến binh hồi giáo khủng bố chống lại các nước sinh ra họ, nơi đa số dân theo Kitô giáo. Đánh giá chiến lược gia Việt Nam cho rằng, quân Nga làm nhiệm vụ khó khăn là vừa đánh địch, vừa bảo vệ thường dân và không nói gì về chuyện hàng triệu dân Ukraine gồm nhiều người Việt Nam ở Ukraine bỏ chạy sang Liên minh châu Âu để tránh bơm đạn Nga. Hiển nghĩ, nếu cuộc phỏng vấn nói trên là chủ trương của ban bí thư do Võ Văn Thưởng là trưởng ban kiêm tổng biên tập của hơn 800 tờ báo cách mạng, thì thật là một chủ trương sai lầm và nguy hiểm. Nói như đại tá Lê Thế Mẫu là hoàn toàn thiếu cơ sở khách quan, hơn nữa, xét trên mô hình xã hội chính trị, càng bộc lộ tính thiên vị của Việt Nam tuyên bố có vẻ trung lập nhưng hoàn toàn theo phe Trung Quốc với mô hình độc đảng toàn trị cộng với một kiểu tư bản chủ nghĩa thân hữu. Đúng như tác giả Nguyễn Khoa viết trên Việt Studies, mô hình này không xa là mấy so với mô hình Nga với kiểu dân chủ đa đảng giả hiệu. Căn cứ trên mô hình xã hội chính trị thì khối cộng sản hay đúng hơn là khối toàn trị vẫn tồn tại kéo dài từ biên giới Belarus cho đến mũi Cà Mau sau buổi phỏng vấn hoành tráng như trên đại sứ quán ukraine ở việt nam không giao tiếp với chính phủ việt nam để phản đối cái nhìn sai lệch về cuộc kháng chiến của nhân dân ukraine mới là chuyện lạ